Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Sự yếu hèn của chu Đình, lãnh đạo một đại cường quốc là nguyên nhân chính yếu của hai cuộc chiến tranh hiện nay. Quý vị thân mến, Quý vị đang chứng kiến hai cuộc chiến tranh tàn khốc gây chết chóc và tàn phá giữa Nga và Ukraine, giữa Hamas và Palestine và Do Thái. Từ thời chính quyền John Kennedy 1960 trở về trước, Hoa Kỳ là một đất nước tương đối an bình và thịnh vượng, nhờ vào sự tôn trọng và bảo vệ của toàn dân bản hiến pháp tuyệt vời và bản nhân quyền bất khả xâm phạm, xây dựng nên một nền dân chủ Cộng hòa, đưa Hoa Kỳ lên ngôi vị cường quốc số một thế giới về chính trị và kinh tế trong hơn một thế kỷ qua. Hiệp Trung Quốc-Hoa Kỳ đã trở thành một thiên đường hạ giới về vật chất cũng như tinh thần. Mọi người trên Hoàng Vũ đều muốn trở thành người công dân và được sinh sống tại Hoa Kỳ để mong thực hiện giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, về sau này, vì sự lãnh đạo yếu kém mà đất nước Hoa Kỳ đã bị chia sẻ, xáo trộn và phá hoại nghiêm trọng, đặc biệt thấy rõ trong bốn đời Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama đến Joe Biden hiện nay. Một Tổng thống bù nhìn yếu hèn, sự lãnh đạo yếu hèn cường quốc Hoa Kỳ bắt đầu từ thời Tổng thống Barack Obama, Thiên Cộng, Hồi giáo và trên hai căn bản này, Obama chủ tâm phá hoại tận gốc nền dân chủ Cộng hòa và nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ. Barack Obama là tổng thống phá hoại vĩ đại nhất đất nước Hoa Kỳ. Obama quyết tâm hủy diệt nền dân chủ Cộng hòa và kinh tế tư bản Hoa Kỳ, đượm sắc thái tính lý thiện chúa giáo mà các nhà lập quốc chủ trương qua chiều bài tranh cử 2008, hãy thay đổi, tin tưởng nó, ngụ ý hãy phá hoại, tin tưởng nó. Với ý đồ phá hoại Hoa Kỳ, Obama đã cố ý hạ thấp thanh danh Hoa Kỳ và tự nhận Hoa Kỳ là thủ phạm gây ra những lỗi lầm chiến tranh trên thế giới. Nên ông thay mặt cho Hoa Kỳ, đi đâu cũng phải cúi đầu xin lỗi, đến mức yếu hèn bị Tập Cận Bình làm nhục mà không dám phản kháng. Chính quyền Joe Biden hiện nay chỉ là chính quyền nhiệm kỳ thứ ba của Barack Obama giấu mặt. Joe Biden chỉ là một tổng thống bộ nhìn đích danh. Thưa quý vị, đồng hương, trên mặt trận quân sự cũng như là chính trị, địch thủ bao giờ cũng lợi dụng thời cơ đối thủ yếu hèn nhất để tấn công. Đây là trường hợp của Joe Biden đang xảy ra. Tại quốc nội, Joe Biden đã phạm quá nhiều lỗi lầm, khiến cho đất nước chia rẽ nghiêm trọng trong dân chúng biên giới quốc gia phía Nam mở toang gây ra nạn di dân bất hợp pháp ủ ạt lên tới 8 triệu người hiện nay với bao nhiêu hậu quả tai hại như tội phạm hoành hành, giết người cướp của, tệ nạn ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, vân vân, kèm theo công chi tăng vọt gây áp lực lạm phát cao và trường kỳ. Trong thị trường tiêu thụ, một số nhiều yếu phẩm quan trọng thiếu hụt như sữa và thuốc cảm cho trẻ em trên bệnh viện quốc tế Joe Biden, một tổng thống gia lọm khọm, đi đứng không vững, ăn nói lẫm cẩm, nói trước quên sâu, tiên hậu bất nhất. Ông đã đánh mất tất cả những hào quang của một lãnh tụ cường quốc với uy tín, sức mạnh, cường quyết, kính nể, tài ba và đạo đức. Đây là những yếu kém mà Putin, một nhà độc tài thông minh, mưu lược bắt mạch để xâm lược Ukraine. Trước khi phát động cuộc chiến tranh, chính quyền Joe Biden và Putin đã bàn cãi và thương thảo về cuộc chiến nhiều tháng trước nhưng không đạt được sự đồng thuận. Và Biden đã báo trước Putin sẽ sớm mở cuộc xâm lược Ukraine và Putin đã thực sự mở cuộc xâm lược sau đó. Thưa quý vị, ngay khi Putin phát động cuộc chiến, Joe Biden không tỏ ra muốn giúp đỡ và bảo vệ Ukraine, nên mới đề nghị đưa Tổng thống Zelensky và gia đình sang Hoa Kỳ tị nạn. Như vậy là Joe Biden đã ngụ ý để Putin đến chiếm Ukraine vì một tổng thống lãnh đạo quốc gia mà bỏ chạy như rắn mất đầu. Thì làm sao mà dân chúng và quân đội Ukraine có được sĩ khí và can đảm để chống lại cuộc xâm lược của Putin? Như một cái tác vào mặt Joe Biden, một lãnh đạo cương quốc hẹn nhát, tổng thống Zelensky đáp trả. Tôi cần súng đạn, không cần một chuyến máy bay chạy trốn, với sự lãnh đạo cương quyết và lòng yêu nước thương dân cao độ, Tổng thống Ukraine đã ở lại, không hèn nhát chạy trốn, đã khích lệ lòng can đảm và yêu nước của quân đội và toàn dân đuổi dậy cứu nước. Và ngay mấy ngày đầu đã đập tan một đoàn quân hùng hậu với xe tăng, chiến xa và súng đạn, tăng biến dài hàng 3 số tiến vào thủ đô Kiev. Obama, đóng vai trò đầu não thông minh, nhìn xa và mưu lược đã ngầm ra lệnh cho Biden thay đổi 180 độ chính sách bất can thiệp, mà ngược lại lập tức ồ ạt gửi xe tăng, xe bọc thép, súng đạn tân tiến và chính xác cho Ukraine và đồng thời tích cực hô hào các thành viên của NATO khẩn cấp giúp đỡ Ukraine. Với kinh nghiệm bản thân là mất uy tín vì làm ngơ để Putin đánh chiếm đảo Crimea năm 2014. Obama nhận ra ảnh hưởng tối quan trọng đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 mà Joe Biden là ứng cử viên tranh cử của đảng Dân Chủ. Nếu Ukraine thất bại trong cuộc chiến tự vệ, có hai lý do chủ yếu khiến Barack Obama ra lệnh ngầm cho Joe Biden thay đổi chính sách bỏ rời Ukraine lúc ban đầu, cứu vớt nền kinh tế và tham nhũng. Một, Bỏ ngoài vấn đề Joe Biden đã già với thể lực và trí lực suy giảm trầm trọng, ông đã tạo ra các chính sách kinh tế sai lầm một tình trạng kinh tế tồi bại thê thảm làm suy giảm mức sống của đại đa số giới trung lưu yếu tố quyết định thắng thua trong các cuộc bầu cử tổng thống như lịch sử đã chứng minh nếu chính quyền đương nhiệm của đảng nào thất bại trong lĩnh vực kinh tế thường thua trong cuộc bầu cử sắp tới trong tình trạng kinh tế hoa kỳ hiện nay vừa có lạm phát cao và lâu dài vừa đang ở trên bờ vực suy thoái kinh tế, sản xuất khí giới để xuất cản là giải pháp duy nhất để cứu vớt nền kinh tế. Hai, Chiến tranh tại Ukraine và Israel hiện nay là môi trường tốt để tham nhũng bành trướng mạnh qua các hoạt động chạy cho hành lang trong các khế ước sản xuất khí giới, quân trang, quân dụng giữa Bộ Quốc phòng và các công ty sản xuất quân sự, hiện thâu dụng hàng chục triệu công nhân từ lĩnh vực tư những viên chức chính quyền có quyền lực cao hùng với bà con và bạn bè thân tính trong các bộ, ngành và cơ quan không bỏ lỡ cơ hội này để tham nhũng làm giàu. Thưa quý vị, quý vị có tin rằng Hunter Biden dưới ô dù của cha mình bỏ lỡ cơ hội móc nối và chạy trọt hành lang, ảnh hưởng tới thắng thầu trong các khế ước sản xuất khí giới giữa Bộ Quốc phòng và các công ty sản xuất khí giới lớn như Boeing, Lockheed Martin để kiếm tiền hoa hồng trong mỗi khế ước lên đến hàng chục tỷ đô la hay không? Chắc chắn Michelle Obama cũng không bỏ lỡ cơ hội này để làm giàu, chỉ bằng một lời giới thiệu với phe ta đang ngồi ở Bộ Quốc phòng và còn biết bao nhiêu tai to mặt lớn khác như Bill Hillary Clinton, George Bush con Pelosi nhảy vào ăn có. Nhờ chiến tranh Ukraine, Hoa Kỳ đã gia tăng sản xuất vũ khí tân tiến và chính xác bán cho các nước thành viên NATO và ngay cả các quốc gia thù địch qua đường dây lậu. Bộ trưởng Ngoại giao Blinken cũng kiếm được lại quả kết xù, vì chỉ có ông có quyền ký sắc lệnh bán vũ khí cho quốc gia nào muốn mua, còn đối với chiến tranh Hamas-Israel. Kính thưa quý vị, lý luận trên đây cũng đúng với trường hợp chiến tranh Hamas và Israel vừa mới xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Hamas và một vài quốc gia Hồi giáo như Iran, nhóm khủng bố Hezbollah ở Syria, lợi dụng sự lãnh đạo yếu hèn của Joe Biden trên chính trường quốc tế để phát động chiến dịch ở Do Thái, Họ cũng thừa rõ đảng Dân Chủ xã hội cấp tiến, nhất là trong thời chính quyền Obama, có nhiều xung khắc với Do Thái do một thủ tướng siêu bảo thủ Netanyahu lãnh đạo, quyết tâm sống chết bảo vệ sự sống còn của nhà nước Do Thái. Nhưng các nhóm khủng bố Hồi giáo nói riêng và thế giới Hồi giáo nói chung quên một điều căn bản cốt lõi là Hoa Kỳ và Do Thái là anh em sinh đôi bất khả tách rời. Hoa Kỳ không thể tồn tại nếu thiếu Do Thái và ngược lại do thái là cuộc sống tài chính của hoa kỳ và hoa kỳ cùng với các quốc gia dân chủ theo chế độ kinh tế tư bản đặc biệt là ở châu âu là những mảnh đất màu mỡ để hệ thống tài chính do thái phát triển với hàng ngàn ngân hàng quốc tế lớn được thiết lập quan trọng hơn nữa là ngân hàng dự trữ liên bang hoa kỳ là một công ty tài chính tư nhân vốn thiết lập ban đầu là 304 triệu đô la, phần lớn do các ngân hàng hội viên do Thái đóng góp và tài sản hiện nay lên đến 54 tỷ đô la nhờ doanh lợi của hoạt động thị trường mở, tức là mua bán công cổ phiếu và chi phí in tiền 7% qua thời gian. Công ty tài chính này vốn liếng sẽ lên đến nhiều trăm tỷ đô la. Ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ hoạt động như là một cơ quan tự trị độc lập có ngân sách riêng, không bị đóng thuế danh lợi, không bị bất cứ cá nhân hay thẩm quyền nào, kể cả quốc hội soi mói, kiểm soát, điều hướng và hậu kiểm các hoạt động, nếu không muốn mất mạng. Nói khác đi, ngân hàng dự trữ liên bang hoạt động ngoài vòng pháp luật Hoa Kỳ do một nhóm ngân hàng do Thái quản lý. Thưa quý vị, tiền là tất cả, sức mạnh của tiền là vô địch và tiền giải quyết được mọi vấn đề chính trị cũng như kinh tế, ở nội địa cũng như quốc tế. Ông Tenas Jr. cho biết, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phát hành tiền đô la từ không khí muốn in đô la bao nhiêu cũng được, vì không cần quý kim vàng hay bạc bảo chứng miễn là có sự yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn kim bản vị bảo kê đồng đô la đã được bãi bỏ năm 1934. Như vậy, các nhóm khủng bố và thế giới Hồi giáo có đủ đô la để triệt hạ Hoa Kỳ và Do Thái không? chính họ cũng đang cần đồng đô la để sống còn qua ngoại thương trên thị trường quốc tế và cuối cùng với lương tâm trung thực quý vị có nghĩ rằng nếu donald trump còn đang là tổng thống hoa kỳ hai cuộc chiến tranh nói trong bài này đã không xảy ra như thực tế đã chứng minh trong nhiệm kỳ đầu của ông chỉ khi có một cường quốc về kinh tế và quân sự hùng mạnh như hoa kỳ mới có khả năng đảm bảo nền hòa bình thế giới sự lãnh đạo yếu hèn của quốc Hoa Kỳ số 1 trên thế giới của Joe Biden là nguyên nhân chính yếu đưa đến hai cuộc chiến tranh hiện nay, gây chết chóc và đổ vỡ kinh hoàng cho nhiều quốc gia liên hệ. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an